Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ai là kẻ sẽ muốn có cuộc chiến tranh? Không có khó để bắt gặp đâu đó cách giải thích, tranh luận kiểu như là đất nước này đã phải đánh đổi quá nhiều đau thương mất mát để có hòa bình, cố gắng nhẫn nhịn đừng để các thế lực thù địch nhân cơ hội làm rối xã hội. Nếu chiến tranh nổ ra sẽ gây đau thương cho nhân dân, dân tộc này đã quá dư đau khổ rồi. Những câu nói như thế hay tương tự như thế là một lằn danh khiến cho mọi phản ứng tự nhiên vô điều kiện vốn thuộc về mặt tích cực của con người để xây dựng một xã hội tiến bộ hơn bị chặn lại. Nhân dân không được quyền tức giận với chính cái cơ chế do mình còng lưng ra nuôi để bảo vệ hòa bình đất nước, không được mạnh mẽ phản đối những chính sách gây thiệt hại cho chính bản thân mình, gia đình mình vì sẽ tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá đất nước, không được quyền kêu cứu trước oan sai bất công của chính những nhóm lợi ích thân quan sẽ tạo hình ảnh xấu cho đất nước, cho chính quyền. Chiến tranh là nỗi ám ảnh của mọi dân tộc, chiến tranh là đau thương và chia lìa, là đau thương mất mát và đối với một số kẻ tiểu nhân, chiến tranh là con ngáo ộp để dọa dân. Tiếc thay chúng ta đã không dư quân tử lại thừa tiểu nhân, với luận điệu chống phá và xuyên tạc nhân dân, bọn phản động dễ dàng hát những khúc du hò như hãy cố chờ đợi, từ từ rồi sẽ được giải quyết. Những oan sai bức xúc, hòa bình quý giá đừng tạo cơ hội cho thế lực địch thù địch lật đổ chính quyền. Bọn phản động mặc nhiên cướp phá, mặc nhiên đập phá, cướp đất, mặc nhiên xây dựng nhà máy nhiệt điện phá hủy ngư trường, mặc nhiên hạ từng cánh rừng thành đồi trọc, mặc nhiên bức tử những dòng sông con rạch, mặc nhiên thu những khoản thu đã được đóng vào thuế khiến cho kẻ chết bị từ chối khai tử, kẻ sinh ra bị từ chối khai sinh, sinh viên bị từ chối cấp giấy chứng nhận để đến trường. Vẫn còn có rất nhiều điều mặc nhiên nữa để rồi khi sự dối trá được lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành sự thật. Một sự thật dĩ nhiên rằng quan có quyền định đoạt vận mệnh của người dân, còn dân cam chịu nó như một lẽ dĩ nhiên. Điều đó đồng nghĩa với một xã hội phong kiến, chậm tiến, đau thương đang có mặt trên một thực tế rằng cả thế giới đang sống trong thời kỳ dân chủ văn minh. Thế nào là một đất nước hòa bình, là không chiến tranh, an ổn, bình yên, hạnh phúc, là nụ cười mãn nguyện, là sống và làm việc để tận hưởng cuộc sống, phục vụ cho cộng đồng một cách viên mãn. Cái thứ hòa bình cướp bóc, hòa bình bất công, hòa bình trơ tráo và dối trá chỉ là viễn vông, bĩ cực mà không hẹn ngày cam lai cho nhân dân. Một dân tộc không chết vì bom đạn chiến tranh mà chết vì ung thư, vì tai nạn giao thông, vì ô nhiễm, vì lũ lụt. Nước mắt không rơi vì nhà bị giặc ngoại xâm đốt phá mà bị cưỡng chế cướp đất trắng trợn. Phụ nữ không phải bị cưỡng hiếp bởi quân xâm lăng mà kéo từng đoàn sang nước ngoài làm gái mại dâm. Nhân dân có chọn hòa bình này không? Tôi tin họ không chọn thứ hòa bình điên khùng ấy. Họ bị bó buộc vào thứ hòa bình bất bình nhân, bất bình thường và vô nhân tính. Sẽ có người mắng chửi nhân dân tại sao không phản ứng mạnh mẽ. Dĩ nhiên là có người phản ứng mạnh mẽ, người không phản ứng, đừng trách họ vì họ bị ám ảnh bởi những tiềm thức trong quá khứ khi loài thú vô môi. Con thú chỉ nhìn họ, nhìn cha mẹ, anh em họ như một con mồi cho chúng đi săn. Quá khứ đó ám ảnh người ta khiến cho mọi phản kháng đều bị rụi tan. Khi giặc ngoài kia chưa bắn viên đạn nào vào đất nước thì giặc trong này đã tàn phá gần xong đất nước. Cuối cùng, giặc là ai và ai là giặc? Ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đây xoay quanh tam giác Mỹ-Trung, tôi ngẫm nghĩ về thông điệp nước láng giềng X mà cuộc tập trận xe tăng của Trung Quốc đưa ra cùng rất nhiều sự kiện khác.
Tôi bỏ qua những cảm xúc cá nhân về việc không thích đảng, bỏ qua những thành kiến về dã tâm lấn chiếm của Trung Quốc, bỏ qua những cảm xúc tốt khi nghĩ về nước Mỹ để một lần nhìn nhận thật sự rằng chiến tranh sắp đến là có thật và không phải Việt Nam muốn hay Trung Quốc muốn mà là do Mỹ muốn. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Thủ tướng Lý Hiển Long: đã đến lúc các nước nhỏ trong khu vực phải chọn Mỹ hay là Trung Quốc. Thông điệp đánh nước X trong cuộc tập trận xe tăng ngày hôm qua không phải là lời đe dọa mà là lời yêu cầu lựa chọn. Người ta chỉ răn đe khi phía bên kia muốn nổi loạn hay là có hành vi thách thức. Đằng này, nhìn lại trong 2 năm qua, Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam không hề có sự thách thức Trung Quốc. Thậm chí đã hủy bỏ cả những kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ dự kiến trong năm 2019 theo lộ trình. Đã nhún nhường đến mức như vậy nhưng Trung Quốc vẫn công khai tập trận và nêu rõ gần như đích danh Việt Nam. Như vậy thông điệp đó không phải là lời hù dọa mà là câu hỏi. Theo hay không? Không theo thì đánh. Tôi nói rằng Mỹ muốn chiến tranh nhưng không phải nói rằng Mỹ hiếu chiến, mà là xét trên chiến lược chính trị, Mỹ biết rằng cuộc chiến với Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Thế nên họ muốn chiến sớm, chiến ngay bây giờ. Trung Quốc là nước chủ động gây sự để bành trướng nhưng không muốn chiến tranh ngay lúc này với Mỹ, mà chỉ muốn bành trướng và củng cố. Mỹ chủ động gây sự nhưng Mỹ muốn chiến tranh vì không thể ngồi chờ Trung Quốc phát triển đầy đủ như Trung Quốc muốn. Việc mở ra chiến tranh tình báo là điều quan trọng để đẩy cỗ máy chiến tranh đến sát bờ vực thảm nhanh hơn, và rõ ràng là lần này phương Tây là bên chủ động vì lợi ích tình báo ngắn hạn và chiến lược tình báo lâu dài. Mỹ và Canada không thể thả công chúa Hoa Vi, còn Trung Quốc phải giải cứu nên buộc phải bắt người và đã bắt đến người thứ ba. Như vậy, mấu chốt của trò chơi bắt người là ở đâu? Là ở chỗ sau cùng là công dân hai bên rút dần về nước, là để chuẩn bị cho chiến tranh, là phương Tây chủ động. Những cuộc biểu tình bắt đầu ở Pháp và lan tràn trên khắp châu Âu hiện nay là một dấu hiệu khác. Bắt đầu biểu tình chỉ là vì dân sinh, dân túy, bây giờ đã có Trung Quốc thọc tay để làm các cường quốc châu Âu rối loạn bên trong, trì hoãn các nước này cùng với Mỹ đi đánh nhau ở bên ngoài. Những tranh cãi bên trong nội bộ nước Mỹ và chính quyền Mỹ về các quyết định và các quyết sách và nhân phẩm pháp lý của Trump dường như được đẩy lên quá mức cần có của biểu hiện dân chủ và tam quyền phân lập. Dường như nó như một làn khói mù làm che mắt giới quan sát và cơ quan tình báo các bên. Nếu nó là thật để dồn Trump vào bức tường thì cá nhân Trump càng muốn Mỹ có chiến tranh. Nếu nó là giả để che mắt thiên hạ và Trung Quốc thì là Mỹ muốn chiến tranh. Là thật, là giả thì cái đích cuối cùng là chiến tranh, đó là điều mấu chốt. Những diễn biến từ Trung Quốc cũng cho thấy như vậy. Trung Quốc không nói công khai nhưng tỏ ra cứng rắn và phản kháng. Những cuộc tập trận và thông điệp truyền ra cho thấy Tập Cận Bình đang thua Mỹ trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế, tình báo và tìm kiếm đồng minh quân sự. Thế thì một trận chiến với Mỹ để tập khẳng định uy thế của mình là điều cần thiết phải làm. Xa thì không biết, nhưng gần thì Trung Quốc muốn Việt Nam phải dứt khoát theo mình, muốn đặt căn cứ quân sự ở Campuchia. Những diễn biến bên trong Việt Nam cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam trong lúc này nhường nhịn Trung Quốc, nhưng chưa chọn Trung Quốc. Dù Đảng biết Mỹ muốn chiến tranh, Đảng dọn dẹp sân bay, tìm cách trục xuất tình báo Trung Quốc bằng những lý do nhân sự. Những đại gia có quan hệ thân cận nhất với các lãnh đạo cấp cao của Đảng bán tài sản kinh doanh chuyển thành tiền mặt, tất cả phảng phất mùi khói chiến tranh. Người ta cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Việt Nam lúc này là điều cần thiết, nhưng cố ý nói lạc đi để quy trách nhiệm cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi là sai.
Như vậy tại sao cố tình sai như vậy để làm giảm nhẹ tinh thần dân tộc xuống để đảng lựa chọn đứng về phía nước lạ hay sao? Dân tộc Việt Nam là cái rổ cua lúc này thì làm gì có chủ nghĩa nào đủ sức đẩy đất nước đến chiến tranh? Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc Trung Quốc muốn làm bá chủ và nguyên nhân tức thời là Mỹ muốn đánh mà thôi. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ít nhất trong ngắn hạn 2 năm tới đây khi bàn về chính trị phải thật sự khách quan và tỉnh táo. Hãy cẩn thận ngôn từ trước bất kỳ điều gì liên quan đến quốc gia. Mỹ muốn khu vực có chiến tranh, còn Trung Quốc muốn Việt Nam không theo thì phải loạn. Hãy sáng suốt, hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Thế giới đang sang trang mới kể từ bài viết Ai muốn chiến tranh trước đây với động thái Trung Quốc đưa quân đội và cảnh sát vũ trang vào Hồng Kông. Người Hồng Kông dù đổ máu, dù bị đánh đập, thương vong, nguy hiểm vẫn không lùi bước và đã đẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thế không còn lựa chọn nào khác. Một bạn đọc đặt ra cho chúng tôi một câu hỏi là Hồng Kông sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ là phía sau câu hỏi đó sẽ là câu hỏi Việt Nam sẽ ra sao? Hội nghị Bắc Đới Hà vừa qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc với những thông tin rò rỉ ra cho thấy nội bộ cấp cao của Trung Quốc vẫn lằng nhằng giữa hai phe chủ chiến và chủ hòa. Quyền lực của Tập Cận Bình thống nhất được trong thời bình thì chưa hẳn đã thống nhất để đẩy Trung Quốc lầm vào thời chiến. Bắt tay với Mỹ để hưởng lợi quá lâu khiến cho nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sinh ra một tầng lớp chỉ muốn thái bình hưởng thụ. Kết quả đó dẫn đến việc Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại là cánh tay tin cậy của Tập Cận Bình trong quan hệ với Mỹ đi Trung Quốc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để nối lại đàm phán cấp cao. Dương Khiết Trì đi Mỹ trước trong bối cảnh hiện nay cho thấy Trung Quốc cần đàm phán với Mỹ hơn là Mỹ cần đàm phán với Trung Quốc. Trung vừa thông báo sẽ hoãn áp thuế một số mặt hàng trong quyết định đánh thuế 10% tới đây như một động thái để Tập có hy vọng là sẽ nối lại được đàm phán để Tập tiếp tục ưu thế trong đối nội. Nhưng tôi có cơ sở để cho rằng đây là một động thái câu giờ của Mỹ để chuẩn bị kỹ hơn cho bài toán Hồng Kông nói riêng và chiến lược Indo-Pacific nói chung. Thêm nữa là nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc càng tranh chấp lằng nhằng về đường lối chừng nào thì Mỹ càng có lợi lúc này chừng đó. Trung Quốc không muốn hai đảng cầm quyền của Mỹ thống nhất ý chí chừng nào thì Mỹ cũng muốn hai phe chủ chiến và chủ hòa trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cãi nhau y chang vậy. Đa nguyên có cái hay và có cái dở của nó, quan trọng là vận dụng nó vào lúc nào. Nghĩa là Trung Quốc muốn lâm vào thế chẳng đặng đừng phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, còn Mỹ chủ động cho việc nó nên tiếp tục vẫy đẩy ván cờ đến sát miệng hố chiến tranh thêm hay không. Mỹ rút khỏi các hiệp ước hạt nhân và tên lửa toàn cầu cho thấy Mỹ vẫn cứng rắn với quan điểm nếu cần thì có chiến tranh hạt nhân cũng chẳng sao. Tầng lớp muốn yên vui hưởng thái bình trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dựa vào lá bài này của Mỹ để phế truất hoặc ít nhất là bẻ gãy đường lối hiếu chiến của Tập Cận Bình. Nếu phe này thắng thế trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì Hồng Kông sẽ dân chủ hơn nhưng vẫn thuộc Trung Quốc và thế giới tránh được một cuộc chiến tranh. Nếu phe này thất thế thì Hồng Kông sẽ sụp xuống hố của chiến tranh, nghĩa là thế giới sẽ chiến tranh. Tuy nhiên bất chấp tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc giữa hai phe chủ chiến và chủ hòa với Mỹ thì quan điểm của hai phe đó về Việt Nam và Biển Đông vẫn không thay đổi. Nên Dương Khiết Trì đang đi Mỹ để hòa đàm thì tàu thăm dò vẫn tiến vào bãi tư chính của Việt Nam, nghĩa là các phe trong Trung Quốc vẫn thống nhất chung là tránh đánh nhau với Mỹ bây giờ để chuẩn bị cho trận chiến 10 năm sau nếu còn có thể. Mà muốn thế thì phải lấy nhanh Biển Đông của Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên coi chừng việc
Dương Khiết Trì mang Hồng Kông ra trao đổi với Mỹ để Trung Quốc có ưu thế trong vấn đề Biển Đông của Việt Nam. Nghĩa là Tập sẽ trả lại Hồng Kông đường lối dân chủ như trước đây, miễn là xứ này không đòi ly khai, để có đường lùi cho tất cả các bên. Đổi lại, Trung sẽ im lặng trước việc Trung Quốc định cư hẳn ở bãi tư chính của Việt Nam lúc này. Trong tất cả các tin tức u ám trên thì có một tia sáng kèm theo, đó là việc tham mưu trưởng không quân Mỹ và chỉ huy quân không quân của Bộ Tư lệnh Indo-Pacific sang Việt Nam. Khác với các cấp tổng thống hay bộ trưởng sang thăm là bàn và ký về đường lối, cấp chỉ huy binh chủng sang thăm thường là bàn phương án tác chiến cụ thể và chi tiết. Tổng kết lại, ta thấy phía Mỹ thì tất cả nội bộ Mỹ đã thống nhất được một khi nước Mỹ phải lâm vào thời chiến, còn nội bộ của Trung Cộng chỉ muốn chiến khi chắc chắn là phải thắng và giữ ưu thế. Tương lai của thế giới và của cả Việt Nam bây giờ không còn chỉ nằm trong tay Trung hay Tập, mà có khi nằm trong sự quyết định của lớp trẻ Hồng Kông lúc này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy bình luận góp ý để giúp cho chương trình của chúng tôi phát triển tốt hơn. Hãy chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký, bấm quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.